thời lượng pin thực tế của Surface Pro 7 sẽ như thế nào? Lượt test 1, bật độ sáng màn hình sáng 100%, âm lượng 100%. Đầu tiên là sạc pin của máy đủ 100%. Ok, đủ 100% pin thì mình sẽ rút sạc, tắt máy và khởi động lại. Reset toàn bộ lại máy về trạng thái ban đầu. Mình sẽ mở Google Chrome mà đa số mọi người sẽ sử dụng, thay vì sử dụng phần mềm Microsoft Edge mặc định của Windows 10. Mình sẽ mở 10 tab bất kỳ, YouTube cũng bật mở nhạc liên tục 100%. Có mở thêm vài app làm việc khác cùng lúc gồm Unikey, Word, Excel để xem thời lượng pin của máy sẽ trụ được trong bao nhiêu lâu nhé. Sau 3 giờ 34 phút thì hết 100% thời lượng pin của máy. Lần test 2, tương tự như lần test 1, lần 2 này mình sẽ để màn hình độ sáng 50% và âm lượng mở 50%. Đây có lẽ là điều kiện lý tưởng khi sử dụng máy Surface Pro 7, bởi đa số người dùng máy Pro 7 chỉ cần để độ sáng 50 là đủ dùng, bởi độ sáng của Pro 7 rất cao, lên đến 485 nits. Mình sẽ mở 10 tab bất kỳ, YouTube cũng bật mở nhạc liên tục 100%. Có mở thêm vài app làm việc khác cùng lúc gồm Unikey, Word, Excel để xem thời lượng pin của máy sẽ trụ được bao nhiêu lâu nào. Sau 7 giờ 14 phút thì hết 100% pin. Ở lần test cuối, mình sẽ mở độ sáng màn hình chỉ ở mức 30%, âm lượng 30% để xem thời lượng pin của máy thực tế sẽ như thế nào. Mình cũng sẽ vẫn mở 10 tab bất kỳ, YouTube bật mở nhạc liên tục 100% và cũng mở thêm một vài app làm việc khác cùng lúc như là Unikey, Word và Excel. Sau 12 giờ 30 phút thì hết 100% pin của máy. Sau cả 3 bài test thì mình đã làm nhanh chóng một bảng so sánh cho các bạn tiện theo dõi như trên màn hình. Lượt 1, bật sáng màn hình 100%, âm lượng 100% thì thời gian hết 100% pin là 3 giờ 34 phút. Lượt 2, bật sáng màn hình 50%, âm lượng 50% thì thời gian hết pin 100% là 7 giờ 14 phút. Lượt 3, bật sáng màn hình 30%, âm lượng 30% thì thời gian hết 100% pin là 12 giờ 30 phút. Do màn hình máy Surface có độ sáng rất cao, đạt tới 485 nits, nên thực tế khi sử dụng máy làm việc bình thường, chúng ta sẽ thường sử dụng với độ sáng màn hình chỉ dừng ở mức 40-50% mà thôi. Vậy nên thời gian sử dụng máy thực tế trong môi trường làm việc ở Việt Nam, mở các app ứng dụng dành cho công việc của người Việt, máy Surface Pro 7 hoàn toàn có thể trụ được liên tục trong 7-8 tiếng. Đặc biệt, nếu các bạn dùng trình duyệt Microsoft Edge để duyệt web thay cho Google Chrome, vốn rất tốn tài nguyên RAM, CPU của máy, thì thời gian thực tế sử dụng Pro 7 hoàn toàn có thể đạt từ 8-9 tiếng, tức đáp ứng đủ trọn vẹn cả một ngày làm việc mà không cần phải sử dụng tới củ sạc của máy. Hy vọng video này sẽ giải đáp được cho thắc mắc của bạn về thời gian sử dụng máy Surface Pro 7 như thế nào. Nếu các bạn muốn ekip của Surface Việt test thêm máy Surface nào, thì hãy cứ comment gửi gợi ý cho kênh nhé. Đừng quên bấm subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo về những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.